Thưa quý thầy, trong ban hội đồng khoa học và quý đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Bùi Thị Thanh Tâm đến từ khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Thống Nhất. Và hôm nay tôi xin phép được báo cáo cái bài về giá trị của các lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư lưỡi. Thì tại Việt Nam hiện nay thì ung thư lưỡi nó là một cái thể ung thư ngày càng gia tăng và có khuynh hướng trẻ hóa. Thì từ năm 2017, cái phân đồ AZCC8 ra đời, nó đã bổ sung những cái cập nhật mới trong chẩn đoán cái giai đoạn của ung thư lưỡi trước điều trị. Thì tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, các lớp vi tính hiện nay nó vẫn là cái phương tiện phổ biến dùng để đánh giá các cái bệnh nhân ung thư lưỡi trước điều trị. Chính vì thế mà chúng tôi thực hiện cái nghiên cứu này nhằm mục đích là đánh giá cái giá trị của các lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư lưỡi theo phân đồ AZCC8. Với phân độ AZCC8, nó bổ sung những cái cập nhật mới khác với cái phân độ cũ. Thứ nhất là đối với giai đoạn tại chỗ của khối u, thì cái phân độ mới này nó sẽ bổ sung cái yếu tố là chiều sâu xâm lấn của khối u, tức là chỉ số DOI, depth of invasion, và cái chỉ số này trên giải phẫu bệnh sẽ được đo là khoảng cách từ hàng đáy của mô lành cạnh u cho tới cái vị trí xâm lấn sâu nhất bên trong của khối u, và người ta sẽ dựa chính là vào cái chỉ số này để đánh giá cái giai đoạn xâm lấn tại chỗ của khối u. Ngoài ra, đối với giai đoạn hạch thì AZCC8 cũng bổ sung một cái yếu tố mới, đó chính là sự xâm lấn vỏ bao hạch ra ngoài, ENE, internodal extension. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy rằng là cái hạch này thì các cái tế bào ung thư nó còn khu trú ở trong cái mô hạch, nó chưa xâm lấn vỏ bao ra bên ngoài. Tuy nhiên, sang hình phía bên phải thì các cái tế bào ung thư nó đã xâm lấn cái vỏ bao hạch và nó lan ra các cái mô lân cận ở xung quanh hạch. Thì đây là một cái hình ảnh thể hiện cái tình trạng là ENE xâm lấn vỏ bao hạch ra ngoài. Chúng tôi thực hiện một cái nghiên cứu cắt ngang mô tả từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi lựa vào các cái tiêu chí chọn mẫu, đó là các cái bệnh nhân ung thư lưỡi được chụp CT để chẩn đoán xác định và đánh giá giai đoạn trước điều trị. Và các cái bệnh nhân này thì phải có kết bệnh sau mổ là tiêu chuẩn. Qua các cái biến số chính trong nghiên cứu của chúng tôi thì đầu tiên đó là về kích thước của khối u. Thì với cái phân độ AZCC8 có đề cập đến chỉ số DOI, thì về mặt CT thì chúng tôi cũng tiến hành đo cái chỉ số DOI này trên CT, và cái phương pháp đo của chúng tôi thì tương tự với tác giả Bác Ba năm 2020, đó là chúng tôi sẽ xác định cái chỉ số này trên cái mặt cắt coronal bằng cách là chúng tôi sẽ kẻ một đường thẳng là nối hai điểm chuyển tiếp của khối u với cái vùng niêm mạc lưỡi bình thường, và sau đó chúng tôi sẽ xác định cái vị trí xâm lấn sâu nhất bên trong của khối u và kẻ vuông góc xuống cái đường thẳng màu đỏ này. Thì cái đường thẳng màu xanh, cái chiều khoảng cách của nó chính là cái chỉ số DOI trên CT. Còn đối với đánh giá hạch mà di căn vùng á, thì chúng tôi sẽ dựa vô các cái tiêu chuẩn là hình thái hạch tròn hoặc là kích thước hạch lớn, tức là đường kính trục ngắn trên 1 cm, có hoại tử bên trong, hoặc là đường bờ hạch không đều, hoặc là có nhiều hơn hoặc bằng 3 hạch trên một cái vùng phân bố hạch. Và đối với đánh giá cái tình trạng xâm lấn vỏ bao hạch ra ngoài, tức là ENE theo cập nhật mới, thì chúng tôi sẽ đánh giá dựa vô các cái tiêu chuẩn trên hình ảnh như sau. Thứ nhất là hạch có đường bờ hạch không đều, hoặc là hạch có xâm lấn cái mô mỡ xung quanh, hoặc là có xâm lấn các cơ quan lân cận. Ví dụ như đây là một cái trường hợp trong nghiên cứu của chúng tôi á, thì bệnh nhân có một cái hạch di căn nhóm 2 ở phía bên phải, và chúng tôi đánh giá là cái hạch này cái đường bờ của nó không đều, hạch nó có hoại tử bên trong, và chúng tôi không còn thấy được cái mặt phẳng mỡ ngăn cách giữa hạch với lại cái cơ ức bằng chụm lân cận. Thì chúng tôi đánh giá đây là một trường hợp có ENE dương tính và đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh. Thì đây thực sự là một cái trường hợp có xâm lấn vỏ bao hạch ra bên ngoài. Thì qua nghiên cứu thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái chỉ số DOI trên CT nó thường lớn hơn so với cái chỉ số DOI trên giải phẫu bệnh. Đó là bởi vì khi mà mẫu mô ung thư lưỡi nó được cố định trong bệnh phẩm thì nó sẽ bị co rút do cái tác dụng của formalin. Tuy nhiên, trên hình ảnh CT á, thì các cái vùng mô viêm và phù nề xung quanh u nó sẽ được thể hiện rõ, và khi chúng ta đo cái chỉ số DOI á, thì có khi là chúng ta sẽ vô tình đo luôn các cái vùng này, dẫn đến cái chỉ số DOI trên CT nó thường là lớn hơn chỉ số DOI trên giải phẫu bệnh.
Tuy nhiên thì cái tương quan giữa ROI trong CT và ROI trong giải phẫu bệnh trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy là nó tương quan khá là tốt với cái hệ số tương quan là 0,79. Và so với các kết quả khác của các nghiên cứu khác thì chúng tôi nhận thấy cái kết nghiên cứu của chúng tôi nó cũng tương đồng. Tiêu biểu có nghiên cứu của tác giả Bác Ba được thực hiện năm 2020 là rất là tương tự với chúng tôi. Tuy nhiên so với chúng tôi thì nghiên cứu của tác giả này cỡ mẫu chỉ có 21 trường hợp, còn cái cỡ mẫu của chúng tôi thì là lớn gấp 3. Và trong đánh giá giai đoạn T thì chúng tôi nhận thấy cái mức độ đồng thuận của CT với lại giải phẫu bệnh trong đánh giá giai đoạn T là 0,63. Trong đó cái đánh giá giai đoạn T3 là mức độ đồng thuận cao nhất là 0,71. Và cái giá trị của CT trong phát hiện di căn hạch vùng có độ nhạy và độ đặc hiệu cũng tương đối cao. Còn đối với đánh giá cái tình trạng là INI xâm lấn vỏ bao hạch thì chúng tôi nhận thấy rằng là CT cũng có giá trị rất là tốt, trong đó độ đặc hiệu thì nó lớn hơn so với độ nhạy. Thì nghiên cứu của chúng tôi cũng so với các tác giả khác thì chúng tôi cũng đều nhận thấy là khi đánh giá giá trị của CT trong đánh giá cái tình trạng INI xâm lấn vỏ bao hạch thì cái độ đặc hiệu nó thường lớn hơn với độ nhạy. Chỉ riêng có tác giả Stenkamp là ghi nhận rằng độ nhạy là lớn hơn độ đặc hiệu. Có lẽ là bởi vì đối với tác giả này thì tác giả không có bổ sung cái tiêu chuẩn hoại tử hạch trung tâm. Hoại tử trung tâm của hạch là một cái tiêu chuẩn để gợi ý cái tình trạng INI, dẫn đến là cái độ nhạy của tác giả nó sẽ cao hơn so với độ đặc hiệu. Còn trong đánh giá giai đoạn N thì cái mức độ đồng thuận của CT với lại giải phẫu bệnh thì nó ở mức trung bình. Qua nghiên cứu thì chúng tôi rút ra được cái kết luận là CT đánh giá khá là tốt cái chỉ số DOI chiều sâu xâm lấn của khối u, từ đó giúp chẩn đoán được cái giai đoạn của ung thư lưỡi, giai đoạn T xâm lấn tại chỗ và có sự đồng thuận tốt giữa CT và giải phẫu bệnh trong đánh giá giai đoạn T. Còn đối với giai đoạn N thì mức độ đồng thuận trung bình và CT cũng đánh giá khá là tốt cái tình trạng di căn hạch vùng cũng như là cái tình trạng xâm lấn vỏ bao hạch ra bên ngoài. Thì bài báo cáo của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.